Nhận định Việt Nam vs Uzbekistan 19:35 ngày 13 tháng 10, giao hữu bóng đá quốc tế. Nhận định Việt Nam vs Uzbekistan 19:35 ngày 13 tháng 10 tại giao hữu quốc tế. Dự đoán tỷ số Việt Nam vs Uzbekistan cùng các chuyên gia phân tích. Nhận định Việt Nam vs Uzbekistan giao hữu bóng đá quốc tế. Sau 3 trận đấu toàn thắng trước Hồng Kông, Trung Quốc, Syria và Palestine, thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier vừa để thua Trung Quốc với tỷ số 0-2. Thua trận nhưng đội tuyển Việt Nam đã có được điều mình muốn là sự thử nghiệm. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, trận đấu gần đây nhất giữa Việt Nam và Uzbekistan đã diễn ra cách đây 10 năm. Ở cả hai cuộc đối đầu năm 2013, Việt Nam đều để thua đối thủ 0-3 và 1-3. Tuy nhiên, ở cấp độ các đội trẻ, Việt Nam và Uzbekistan không còn xa lạ gì nhau và trong đội hình đều có sự hiện diện của những cầu thủ trưởng thành từ vòng chung kết U23 châu Á 2018. Giải đấu hai đội đã góp mặt trong trận chung kết. Thời gian qua, đội tuyển Uzbekistan liên tục có những trận giao hữu chất lượng. Đáng chú ý, họ hòa Mexico với tỷ số 3-3 và thua Mỹ tỷ số 0-3. Rõ ràng, thầy trò Troussier có thêm một liều thuốc thử còn nặng đô, đẳng cấp hơn đội tuyển Trung Quốc. Đương nhiên, đây là một thử thách không hề nhỏ với đội tuyển Việt Nam nếu như muốn thu về một kết quả tốt. Thông tin lực lượng Việt Nam vs Uzbekistan, cả hai đội đều có lực lượng mạnh nhất. Đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam vẫn có sự phục vụ của Tiến Linh, người đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận đấu với đội tuyển Trung Quốc. Nguyên do, trận đấu giữa Việt Nam và Uzbekistan chỉ mang tính giao hữu, chứ không được tính điểm xếp hạng FIFA. Tuy nhiên, khả năng ra sân của Hồ Văn Cường đang bỏ ngỏ do cầu thủ trẻ này bị rách mí mắt trong trận gặp Trung Quốc. Đội hình dự kiến Việt Nam vs Uzbekistan. Việt Nam, Văn Lâm, Tuấn Tài, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Minh Trọng, Hùng Dũng, Thái Sơn, Tiến Anh, Tiến Linh, Hoàng Đức, Tuấn Hải. Uzbekistan, Yusupov, Alekulov, Esmurudov, Seytov, Khambobekov, Sukurov, Sefi Vertogunbiv, Abdikolikov, Masaripov, Khosimov. Dự đoán kết quả Việt Nam vs Uzbekistan 3-4.